Khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh với bất cứ ai mà chúng ta không rõ quyền và nghĩa vụ với các bên ấy, thì chúng ta sẽ rất dễ bị trả giá. Điều 8. Không hợp tác kinh doanh khi chưa cụ thể các thỏa thuận về quyền và trách nhiệm giữa các bên. Tôi có một cái câu chuyện như này để kể với bạn. Có một cái anh này hợp tác cùng với một người bạn. Anh ấy rất là chăm chỉ và anh ấy thực sự là khao khát để thành công. Cho nên anh ngày ngày tháng tháng là anh rất là chịu khó sớm tối để mà kinh doanh, để mà làm thế nào để mang lại cái lợi ích về cho bên chỗ doanh nghiệp. Nhưng mà cái người mà bạn kia, họ cũng góp vốn cùng, nhưng mà họ chỉ có đi suốt ngày là đi lông bông lang bang, rồi là thậm chí là chơi cờ chơi bạc. Thế sau đó rồi là lãi thì là chia, nhưng mà trong cái đó thì công việc lại không chịu làm. Thế sau khoảng tầm là hơn một năm như vậy thì cái anh mà chăm chỉ này, anh không thể chịu đựng được, bởi vì là anh thấy như vậy là không công bằng và không phe. Như vậy là cái quyền thì vẫn được hưởng nhưng mà trách nhiệm thì lại không chịu tham gia vào. Thì đây là một cái câu chuyện mà rất dễ bị xảy ra. Nhiều lúc là các anh em khi mà hợp tác kinh doanh ấy, thì người ta cứ trông đợi vào bên chỗ đối tác của mình là người này sẽ làm thế này, người kia sẽ làm thế kia. Và nhiều người chỉ có là muốn chỉ góp tiền để mà hưởng thôi. Thế trong cái đó lại không chịu làm cái gì. Thì như vậy là gọi là ngồi mát mà ăn bát vàng thì không có đâu. Cho nên chúng ta phải rất rõ quyền, nghĩa vụ của các bên trước khi mà hợp tác kinh doanh, để quyền của bạn ở đâu, trách nhiệm của bạn ở đâu. Còn nếu không rõ quyền và nghĩa vụ thì rất dễ mất tình cảm và rất dễ gây ra những các cái gọi là xung đột về lợi ích hay là xung đột về quyền lợi. Và đồng thời sau đó rồi thì mất tình anh em, mất tình bạn bè, mất tình những người thân yêu. Cho nên bạn tuyệt đối sẽ không bắt tay vào hợp tác kinh doanh khi không rõ quyền và nghĩa vụ, và khi không cụ thể xuống trong một cái bản gọi là thỏa ước với nhau, để anh em tránh bị mất lòng nhau. Thà mất lòng trước nhưng mà được lòng sau, còn hơn là chúng ta cứ ào ào, chúng ta cứ làm đi, đúng không? Rồi cứ tin tưởng theo kiểu dạng là anh em bạn bè chơi với nhau, hay là những người trong họ, trong gia đình thì chúng ta chơi với nhau và chúng ta vẫn nghĩ rằng là họ sẽ tốt, họ sẽ nghiêm túc, họ sẽ cũng giống như mình. Nhưng mà không, thưa các bạn, khi mà có lợi là người ta sẽ tham, còn khi mà khó khăn thì người ta sẽ đùn đẩy. Vì vậy cho nên là bạn nghĩ là người ta xấu đi, nghĩ trước đi, để tránh cái tình trạng là về sau nay mai là đến lúc là nó ngã ngửa ra, ối rồi ôi, thì lúc đấy là quá muộn rồi. Cho nên là tuyệt đối không bắt tay vào kinh doanh cùng với bất cứ ai nếu như không rõ ràng về quyền và nghĩa vụ với các bên. Để theo dõi nội dung tiếp theo của chủ đề 100 điều không nên làm trong quản trị và phát triển kinh doanh, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất của phần tiếp theo nhé.